Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một vài những điều thú vị mà có thể bạn chưa biết về iPhone 8 Plus. Hoặc cũng có thể là các bạn biết rồi. Xem video nhé. Thứ nhất, đây là chiếc điện thoại sử dụng trong thi đấu Liên Quân Mobile chuyên nghiệp tại rất nhiều giải đấu lớn trên thế giới. Sắp tới đây thì mình biết chắc cái giải đấu AWC được tổ chức tại Đà Nẵng ở Việt Nam sẽ sử dụng con điện thoại này. Tại vì sao? Tại vì lấy nguyên cơ sở vật chất của giải đấu trường danh vọng sang thì toàn là 8 Plus, 8 Plus và 8 Plus mà thôi. Và bởi vì sao? Nó được sử dụng trong những giải đấu liên quân chuyên nghiệp. Mình cũng đã có một cái video chia sẻ rất là kỹ rồi. Bây giờ các bạn cũng ủng hộ nó tầm 200 mấy nghìn view rồi. Nếu các bạn có nhu cầu thì có thể xem lại trên kênh. Nhiều lý do lắm. Và thực sự cái lý do quan trọng nhất đó là nó chơi rất mượt cái tựa game này. Lý do thứ hai, đây là thiết bị cuối cùng được giữ lại cái thiết kế cũ kiểu như vậy. Và nó cũng đang là chiếc điện thoại mạnh nhất với kiểu thiết kế này. Nếu như các bạn muốn có một cái thiết bị mạnh hơn, chất hơn, sử dụng có nhiều thứ khác biệt hơn, thì các bạn sẽ buộc phải lựa chọn những sản phẩm như là 10, 10S, 10S Max hay là 10R với cái màn hình tai thỏ mà mình tin là cũng nhiều bạn không thích. Ví dụ như là bản thân mình, nhưng vẫn phải dùng thôi tại vì nó mạnh hơn mà, nó mới hơn mà. Và nếu như bạn muốn có cho mình một cái điện thoại nó kiểu dạng phải dễ sử dụng, nó kiểu dạng phải trơn tru, kiểu dạng thiết kế đẹp, hay là nó vẫn giữ lại một cái thứ gì đấy quen thuộc của những sản phẩm Apple iPhone với phím home, phím mặt trước, hay là với cái màn hình tỷ lệ đấy là 16:9, thì đây vẫn là chiếc điện thoại đáng lựa chọn nhất các bạn có thể mua ở thời điểm bây giờ. Tại vì những cái sản phẩm khác nó chuyển hết sang kiểu mới rồi mà. Thứ ba, tuy rằng nó ra mắt trước 1 năm so với iPhone 10R, thế nhưng mức giá niêm yết chính hãng của iPhone 8 Plus so sánh iPhone 10R cho cùng cái phiên bản dung lượng thì iPhone 8 Plus vẫn có mức giá cao hơn. Các bạn không nghe nhầm đâu. iPhone 8 Plus hàng chính hãng VN/A với phiên bản 64GB có mức giá là 18 triệu đồng. Nhưng iPhone 10R phiên bản 64GB chỉ có mức giá là 17 triệu 8 mà thôi. Lý do nó đến từ đâu? Lý do nó đến từ cái màn hình và nó đến từ cụm camera kép trên chiếc iPhone 8 Plus. Thì cũng có rất nhiều bạn so sánh và đánh giá giữa iPhone 10R và iPhone 8 Plus thì nên mua cái điện thoại nào. Thực sự nếu như bạn nào mà chấp nhận được cái màn hình không thực sự nét cho lắm, hay là chấp nhận được cái quả camera chỉ là một ống kính trên iPhone 10R thì sản phẩm đó cũng khá thú vị. Thế nhưng mình tin là nhiều bạn thích iPhone bởi vì cái màn hình của nó đẹp, cũng như là nó không khiến cho cái mắt bạn bị mỏi, hay là vẫn thích cái kiểu có camera kép như vậy, chụp chân dung hay là chụp tele 2X sản phẩm ấy, thì nó cũng ngon hơn so với iPhone 10R. Thế nên nhiều bạn vẫn thích cái iPhone 8 Plus này hơn. Mình cũng đã từng có một cái video chia sẻ về con iPhone 8 Plus này với cái iPhone 10R thì nên mua cái điện thoại nào rồi. Các bạn cũng có thể xem lại trên kênh. Và thực sự thì mình vẫn đánh giá là iPhone 8 Plus vẫn có cái hay nhất định của nó so sánh với iPhone 10R. Vấn đề thứ tư cũng là vấn đề cuối cùng mình muốn nói trong video này. Đó là với con chip Apple A11, cái sức mạnh của nó gần như đã thay đổi hoàn toàn, khác biệt hoàn toàn so với Apple A10 vốn đang được sử dụng trên những thiết bị như là iPhone 7 hay iPhone 7 Plus. Nhiều bạn trước đây thì hay đánh giá giữa iPhone 7 Plus và 8 Plus như thế này thì sử dụng nó không khác biệt gì nhau. Đúng là cái thời điểm mà iPhone 8 Plus mới ra mắt các bạn sẽ cảm thấy như thế. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Cho đến năm 2019 như thế này thì các bạn sẽ có thể thấy là hiệu năng của iPhone 7 Plus nó đã rất kém nếu như so sánh với iPhone 8 Plus rồi. Kém ở trong những cái tác vụ sử dụng hàng ngày, kém ở vấn đề tối ưu nhiệt độ, hay là kém trong vấn đề gaming. Mình cũng đã từng có video show FPS chơi PUBG Mobile trên 7 Plus và các bạn cũng có thể thấy là nó thua rất xa so với iPhone 8 Plus. Và 7 Plus sử dụng Apple A10, GPU nó vẫn đang sử dụng đấy là PowerVR. Đến Apple A11 trên chiếc 8 Plus này thì nó sử dụng cái GPU do chính Apple sản xuất. Cái tên gọi nó rất đơn giản, Apple GPU. Quá chất luôn. Và hiệu năng gaming, hiệu năng tổng thể, mọi thứ đều rất ngon. Thế nên nếu như bạn muốn có cho mình một cái điện thoại để sử dụng ngon nghẻ trong vòng tầm 2 năm nữa cho đến 3 năm nữa, đây vẫn sẽ là một chiếc điện thoại các bạn có thể quan tâm. Còn 7 Plus thì có lẽ được thêm năm nay, khoảng năm sau nữa thôi. Và đây chính là sự khác biệt của 8 Plus và 7 Plus khiến cho tại sao mà Apple iPhone 8 Plus vẫn giữ giá kinh đến mức độ là như vậy. Vậy thì các bạn nghĩ sao về chiếc điện thoại này, về iPhone 8 Plus? Với những điều mà mình đưa ra thì các bạn nghĩ sao?
Thực sự nói về 8 Plus, nói về những cái trải nghiệm mà nó mang đến cho người dùng, thiết kế, màn hình, hiệu năng, game, camera hay thời lượng pin thì cũng đã có quá nhiều bài viết, cũng có quá nhiều video trên mạng rồi. Các bạn thích thì cũng có thể xem lại. Mình cũng đã có rất nhiều video về cái sản phẩm này. Tuy nhiên, ở năm 2019, với mức giá niêm yết chính hãng của nó thị trường Việt Nam vào khoảng tầm 18 triệu, thì các bạn nghĩ sao? Có xứng đáng để mua hay là không? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video và đừng quên là iPhone 8 Plus mức giá nó đang rất tốt tại 7S. Nếu như các bạn có nhu cầu thì link sẽ ở phía bên dưới phần mô tả video, mình sẽ ghim comment để các bạn tiện theo dõi hơn. Còn bây giờ thì bye.